Khe Dỗ là khu rừng nguyên sinh tự nhiên rất ít người biết, nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, có diện tích hơn 7.100 ha, thuộc địa phận xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, cách Hà Nội khoảng 145 km về hướng Đông Bắc. Do ở địa hình núi cao nên vùng rừng Khe Dỗ có khí hậu trong lành, mát mẻ với nhiệt độ trung bình từ 24 đến 28 độ C vào mùa hè. Vào mùa đông, nơi đây lại khoác trên mình chiếc áo ấm áp từ sự đan xen của những tán cây rừng rậm rạp. Rừng nguyên sinh Khe Dỗ có tổng diện tích tự nhiên 7.153 ha, nằm trong ba lưu vực Khe Dỗ, Khe Đin và Khe Nước Vàng. Rừng ở đây rất phong phú về động thực vật quý hiếm với 786 loài thực vật, 226 loài động vật có giá trị nhiều mặt về kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn gen. Trong số các loài thực vật có 43 loài thực vật quý hiếm như đinh, lim, xến, táu, bách diệp, bơ mơ u, trò chỉ, kim giao, trầm hương, lát hoa, trò vẩy, bảy lá. Trong rừng cũng có rất nhiều cây gỗ lớn trên 500 năm tuổi. Đặc biệt, trong rừng Khe Dỗ có cây đa tình trên 500 năm tuổi, đã chứng kiến chuyện tình của nhiều thế hệ người dân An Lạc đến đây để tâm tình kết tóc xe duyên. Vì là khu rừng nguyên sinh, nên Khe Dỗ không thích hợp để đến vào những ngày trời mưa, độ ẩm cao. Đặc trưng địa hình ở đây là những khe sâu, núi cao cùng những cánh rừng già lâu năm. Mỗi khi thay đổi thời tiết, Khe Dỗ lại vang lên những âm thanh vang vọng như thác đổ. Chính vì vậy mà người dân địa phương đặt tên cho khu vực này là Khuổi Lồ, tiếng Kinh là Khe Dỗ. Đến rừng nguyên sinh Khe Dỗ, du khách sẽ được chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau. Cảnh sắc của Khe Dỗ rất hoang sơ với những tán rừng rậm rạp, những dòng suối mát lành cùng xen kẽ với những thác nước, gành đá. Đặc biệt nhất là những hồ nước nhỏ trong xanh giữa rừng, nơi du khách có thể bơi, tắm mát. Trong khe núi có nhiều mạch nước ngầm tuôn chảy tạo thành những dòng suối, trong đó có hai con suối lớn là suối Nước Vàng và Khe Đin. Sở dĩ gọi là suối Nước Vàng vì nước ở con suối này vàng như mật ong, những viên đá nổi lên đủ màu sắc lấp lánh lập lờ trong làn nước. Trong khi đó, suối Khe Đin lại chảy dài tạo thành những đoạn thác cao đến 3-4 tầng, mỗi tầng khoảng 30 đến 40 mét. Những thác nước đổ xuống tạo thành vũng nước trong vắt, nhìn thấy đáy như vũng tròn, vũng song. Qua một vài con suối nhỏ, men theo sườn núi đi sâu vào trong rừng, du khách sẽ ngỡ ngàng trước một bức tranh thiên nhiên muôn màu sắc được tạo nên bởi những cánh rừng già rậm rạp tùm. Khí hậu tại Khe Dỗ trong lành, mát dịu, khiến bất kỳ ai bước chân đến cũng cảm thấy dễ chịu, sảng khoái và thư giãn, tách biệt hẳn với cuộc sống thường ngày. Là một khu rừng nguyên sinh còn giữ được sự hoang sơ, Khe Dỗ cũng rất thích hợp cho du khách thích mạo hiểm và muốn khám phá sự kỳ thú của thiên nhiên hoang dã. Tuy nhiên, du khách không nên tự ý đi sâu vào khu vực rừng mà nên đi cùng với cán bộ kiểm lâm. Rừng nguyên sinh Khe Dỗ có đầy đủ các yếu tố thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch nghiên cứu, du lịch nghỉ dưỡng. Do có nhiều địa hình khác nhau, nên tại Khe Dỗ, du khách có thể tổ chức rất nhiều các hoạt động cắm trại, bơi hồ, lội suối, khám phá rừng nguyên sinh, tổ chức các hoạt động tập thể. Khu vực rừng nguyên sinh Khe Dỗ là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc như Tày, Dao, Hoa, Kinh. Mỗi dân tộc có những phong tục tập quán độc đáo khác nhau. Du khách đến đây, ngoài khám phá bản sắc văn hóa các dân tộc còn có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc sản của địa phương, đặc biệt là món cá trôi mắt đỏ và ốc hương suối.